Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Xét về vai trò lịch sử, Phổ Nghi là một hoàng đế bù nhìn không hơn không kém. Sau khi cách mạng Tân Hợi thành công, một chính phủ lâm thời được thành lập ngay sau đó, chấm dứt 267 năm cai trị của triều Mãn Thanh và hơn 2.000 năm cầm quyền của chế độ phong kiến tại Trung Quốc. Phổ Nghi trở thành vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Lên ngôi năm 2 tuổi, trở thành ấu đế bù nhìn. Tốn hoàng đế Phổ Nghi sinh ngày 7 tháng 2 năm 1906, nhũ danh Ngọ Cách, biểu tự Diệu Chi, hiệu Hạo Nhiên, xuất thân hoàng tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Thuần Thân Vương Tái Phong và Phúc Tấn Hoa Nhĩ Giai Thị Ấu Lan. Năm 1908, quan tự đế mất mà không có con kế vị. Trước tình thế ấy, Phổ Nghi được Từ Hy Thái Hậu chọn lên ngôi khi mới 2 tuổi. Thời điểm ông chính thức lên ngôi nằm xen giữa hai sự kiện tang thương của triều đình là quan tự đế Băng Hà và Từ Hy Thái Hậu qua đời. Tương truyền vào thời điểm tin tức Phổ Nghi được chọn làm tân đế được lan truyền, từ phủ đệ của Thuần Thân Vương đến văn võ bá quan và toàn dân, không một ai tỏ vẻ vui mừng. Khi các quan theo di mệnh của Từ Hy Thái Hậu đưa Phổ Nghi đi, ông đã khóc và chống cự. Bà vú em của Phổ Nghi là Vương Tiều Thị, khi ấy là người duy nhất có thể dỗ được ông, nên đã được phép theo vào Tử Cấm Thành. Phổ Nghi không được gặp mẹ mình trong 6 năm tiếp theo. Phổ Nghi 2 tuổi vào cung, đối mặt với những thứ lạ lẫm nên càng tỏ ra sợ hãi, khóc la inh ỏi. Thấy con trai sắp phá hỏng nghi lễ đăng cơ quan trọng, Thuần Thân Vương Tái Phong quỳ bên ngai vàng dỗ con: "Đừng khóc, sắp hết rồi, sắp hết rồi." Theo quan niệm đương thời, không ai được tùy tiện nói ra những chữ mang hàm ý tiêu cực như hết, chết, mất, diệt trong những ngày lễ lớn, đặc biệt là lễ đăng cơ. Cũng bởi vậy, không ít người cho rằng câu nói vô tình của Thuần Thân Vương chính là điềm báo đại hung đối với hậu vận của Đại Thanh. Vào thời điểm này, triều đình mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động chính trị, nhưng vẫn hết sức coi trọng việc bồi dưỡng, đào tạo cho các hậu duệ hoàng tộc. Long Vũ Thái Hậu đã cất công mời những vị danh sư nổi tiếng nhất vương triều tới làm thầy dạy cho Phổ Nghi. Ông được học Hán văn, Mãn văn và đã nằm lòng nhiều tác phẩm Mãn Hán kinh điển. Vào năm 1919, một vị học giả người Anh nổi tiếng đã tới Tử Cấm Thành để làm nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh, toán học, lịch sử thế giới và địa lý cho vua. Hệ thống kiến thức mới lạ này đã khiến Phổ Nghi nảy sinh hứng thú với phương Tây. Cũng bởi vậy mà trong những năm tháng niên thiếu, ông luôn nuôi ước vọng được xuất ngoại để du học, chỉ tiếc rằng dự định này không thành bởi sự phản đối đến từ các lão thần tiền triều. Về sau khi đã ra khỏi Tử Cấm Thành, đi đăng ký hộ khẩu như bao nhiêu người dân khác, Phổ Nghi không biết phải viết sao về trình độ học vấn của mình, cuối cùng đành điền vào mấy chữ trung học cơ sở. Theo quan điểm của chuyên trang lịch sử Willisi, nếu so sánh với những tiêu chí của hệ thống giáo dục chính quy ngày nay, Phổ Nghi có lẽ ngay tới trình độ cấp trung học cơ sở cũng chưa thể đạt tới. Tuy nhiên, nếu đánh giá dựa trên trình độ văn hóa chân thực, vị hoàng đế cuối cùng của Thanh Triều rõ ràng đã từng tiếp thu trọn vẹn những tinh hoa của giáo dục truyền thống và sự tân tiến của giáo dục Tây Phương, nên kiến thức hoàn toàn không thua kém bất cứ ai. Con bài của những mưu đồ chính trị. Thực tế lịch sử cũng đã chứng minh lời tiên tri vu vơ năm nào của Thuần Thân Vương quả thật đã ứng nghiệm lên vận mệnh của Thanh Triều. Chỉ vỏn vẹn 4 năm sau khi đăng cơ, Phổ Nghi đã bị phế truất. Chiếu thư thoái vị của ông được công bố ra ngoài vào năm 1912, đánh dấu sự sụp đổ của nhà Thanh và cũng là sự kết thúc của thời kỳ phong kiến trong lịch sử Trung Hoa. Theo một thỏa thuận do Viên Thế Khải làm trung gian, các điều kiện ưu đãi của hoàng đế nhà Thanh đã được thông qua và chấp thuận. Theo đó, Phổ Nghi và triều đình vẫn được phép ở lại trong Tử Cấm Thành, hàng năm được trợ cấp 4 triệu lượng bạc. Thời gian này, Phổ Nghi vẫn được đối xử như một thiên tử, vẫn nhận được mọi sự kính trọng cũng như quyền điều hành triều đình của mình. Năm 1917, quân phiệt Trương Huân, một người trung thành với nhà Thanh, đã phục hồi đế vị cho Phổ Nghi trong 12 ngày, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7. Sự phục hồi đế vị này đã thất bại do làn sóng phản đối khắp Trung Hoa và sự can thiệp đúng lúc của một quân phiệt khác là Đoàn Kỳ Thụy. Tháng 10 năm 1924, Phổ Nghi bị chính phủ Trung Hoa Dân Quốc
do quân phiệt Phùng Ngọc Tường gây sức ép, buộc phải rời khỏi Tử Cấm Thành. Ngày 5 tháng 11 năm đó, gia đình Phổ Nghi chính thức rời khỏi Tử Cấm Thành, đem theo Hoàng hậu Uyển Dung và Thục Phi Văn Tú. Họ sống như những người dân bình thường tại một ngôi làng ở Thiên Tân, nơi đang chịu sự quản lý bởi Nhật Bản. Phổ Nghi từ đó đổi tên thành Phổ Hạo Nhiên. Năm 1928, quân phiệt Tôn Điện Anh đem quân vào khu vực lăng tẩm của nhà Thanh ở Sơn Đông, quật mộ Càn Long Đế và Từ Hy Thái Hậu. Chỉ có lăng của Khang Hy Đế là còn tương đối toàn vẹn. Tin này đã gây chấn động và căm phẫn sâu sắc cho Phổ Nghi, đồng thời cũng khiến cho các thành viên hoàng tộc, cựu thần nhà Thanh bất mãn. Sau đó, Phổ Nghi đã gửi một điện văn cho Tưởng Giới Thạch, yêu cầu trừng trị những kẻ xâm phạm lăng tẩm. Tưởng Giới Thạch sau đó cho mở một cuộc điều tra, nhưng cuối cùng cũng để mọi chuyện qua đi. Biến cố này càng khiến Phổ Nghi nung nấu quyết tâm khôi phục ngai vàng nhà Mãn Thanh bằng bất cứ giá nào, cho dù có phải nhờ vào sự trợ giúp của đế quốc Nhật Bản, kẻ thù của nước Trung Hoa khi đó. Ngày 1 tháng 3 năm 1932, Phổ Nghi được Nhật Bản dựng lên làm quốc trưởng Mãn Châu Quốc, niên hiệu Đại Đồng. Năm 1934, ông chính thức đăng cơ làm hoàng đế Đại Mãn Châu Đế Quốc, niên hiệu Khang Đức. Tuy nhiên, Phổ Nghi vẫn luôn ở thế xung đột với Nhật Bản, dù bên ngoài vẫn tỏ ra phục tùng. Toàn bộ gia đình ông cũng bị người Nhật giám sát chặt chẽ. Trong những năm tháng nhạt nhẽo này, Phổ Nghi bắt đầu quan tâm đến Phật giáo. Nhưng người Nhật đã sớm ép buộc ông chọn thần đạo là quốc giáo của Mãn Châu. Những người ủng hộ cũ của Phổ Nghi đã dần bị loại bỏ và được thay thế bằng những vị quan thân Nhật. Trong thời kỳ này, Phổ Nghi vẫn tranh thủ đọc những bài kinh cầu nguyện, tham vấn những nhà tiên tri và đi viếng thăm khắp đất nước của mình. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Cuối đời an yên. Theo báo Nga, trong một chiến dịch nhảy dù, các binh sĩ Liên Xô đã tình cờ bắt được cựu hoàng Phổ Nghi tại một khu nhà trong sân bay, trong khi ông đang chờ đợi được sơ tán đến Nhật cùng các thành viên nội các. Phổ Nghi được đưa sang Liên Xô. Ông đã làm chứng tại một phiên tòa tội ác chiến tranh tại Tokyo năm 1946 bằng cách kể lại những ngược đãi của Nhật Bản đối với mình. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông lên nắm quyền vào năm 1949, Phổ Nghi đã viết thư cho Stalin đề nghị không đưa ông trở lại Trung Quốc do lo sợ cả Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản đều muốn thanh trừng mình. Tuy nhiên, do Stalin mong muốn làm ấm mối quan hệ với Mao Trạch Đông nên đã cho Phổ Nghi hồi hương vào năm 1950. Do tội danh bắt tay với quân Nhật, Phổ Nghi phải trải qua 10 năm trong trại cải tạo Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Ông đến Bắc Kinh vào năm 1959 với sự cho phép đặc biệt từ Chủ tịch Mao Trạch Đông, sống 6 tháng trong một căn hộ bình thường với em gái trước khi được chuyển đến một khách sạn do chính phủ tài trợ. Phổ Nghi làm việc tại Vườn Thực vật Bắc Kinh, sau đó được bổ nhiệm làm ủy viên Ủy ban Văn sử, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là Chính hiệp. Với sự cổ vũ của Chủ tịch Mao và sau đó là Thủ tướng Chu Ân Lai, Phổ Nghi đã viết tự truyện Nửa cuộc đời trước đây của tôi. Bản dịch tiếng Anh có tên là Từ Hoàng đế đến Thường dân vào thập niên 1960. Mao Trạch Đông bắt đầu tiến hành cách mạng văn hóa năm 1966 và các hồng vệ binh xem Phổ Nghi, một biểu tượng của chế độ phong kiến Trung Hoa, là một mục tiêu dễ tấn công. Tuy nhiên, ông vẫn được bảo vệ bởi lực lượng công an địa phương, dù khẩu phần ăn, các vật dụng sang trọng như bàn và ghế bành đã bị cắt bỏ. Phổ Nghi qua đời ở Bắc Kinh do biến chứng của ung thư thận và bệnh tim vào ngày 17 tháng 10 năm 1967. Xác của ông được hỏa táng thay vì mai táng như tổ tiên, tro được chôn tại nghĩa địa cách mạng Bác Bảo Sơn. Năm 1995, bà quả phụ Lý Thục Hiền đã di chuyển tro của ông đến một nghĩa địa cách Bắc Kinh 120 km. Từ trước đến nay, Phổ Nghi luôn được gọi là Thanh Phế Đế hay Tốn Đế. Chữ Tốn có nghĩa là nhường lại, hoặc Mạc Đại Hoàng Đế. Qua đời lấy thân phận là thường dân, chưa từng lấy lễ thiên tử, nên không có miếu hiệu cùng thụy hiệu. Năm 1967, một gia tộc Ái Tân Giác La ở Đài Loan đã vọng xưng thụy hiệu, miếu hiệu cho ông. Tất nhiên đó chỉ là sự tôn vinh của gia tộc. Những thụy hiệu, miếu hiệu đó chưa bao giờ được công nhận chính thức. Bi kịch hôn nhân. Ngoài bi kịch chính trị,
cuộc đời Phổ Nghi còn vướng phải bi kịch hôn nhân gia đình. Năm 1920, lúc Phổ Nghi mới 15 tuổi, các thái phi đã bắt đầu để ý đến việc chọn hoàng hậu cho ông. Từ năm 1921, quá trình lựa chọn đã chính thức bắt đầu. Cuối cùng người được chọn là Quách Bố La Thị, tên Uyển Dung, còn vị trí phi là Ngạch Nhĩ Đức Đặc Thị, tên Văn Tú. Năm 1922, đại hôn diễn ra, Uyển Dung chính thức trở thành hoàng hậu nhà Thanh. Khi biết Phổ Nghi có ý định bắt tay với quân Nhật để khôi phục lại nhà Thanh, thuộc phi Văn Tú đã nhiều lần khuyên can nhưng không được. Hơn nữa còn khiến Phổ Nghi ghét bỏ. Cảm thấy thực sự không thể sống trong gia đình này nữa, bà đã kiện Phổ Nghi ngược đãi mình và đòi ly dị. Trong đơn kiện thậm chí còn ghi Phổ Nghi mắc bệnh yếu sinh lý. Trong 9 năm, chưa một lần sủng hạnh bà. Sự việc lúc bấy giờ đã gây chấn động. Báo chí khi ấy còn gọi Văn Tú bằng cái tên Hoàng Phi Cách Mạng. Chính nhờ sức mạnh của dư luận, bà đã thắng kiện. Phổ Nghi phải ký vào giấy ly hôn với 3 điều khoản. Ông phải cung cấp cho Văn Tú 550.000 tiền sinh hoạt phí. Phải đồng ý để bà mang theo đồ dùng và quần áo thường ngày của mình. Ngược lại, bà không được làm việc gì để ảnh hưởng tới danh dự của Phổ Nghi. Về phía Hoàng hậu Uyển Dung, dù xinh đẹp tài năng nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh bất hạnh, càng về sau càng phải chịu lạnh nhạt. Về sau bà nghiện thuốc phiện nặng và đã qua đời ở tuổi 40. Phổ Nghi sau khi trở về cương vị của một dân thường, đã kết hôn với một y tá tên là Lý Thục Hiền vào năm 1962 bằng một hôn lễ tổ chức tại phòng khánh tiết của Đại lễ đường. Bà Lý qua đời vào ngày 9 tháng 6 năm 1997. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.